Một tình huống khá bi hài đã diễn ra trong trận tứ kết World Cup 2018 giữa Pháp và Uruguay. Thủ thành Hugo Lloris đang tập trung thì có một con chuồn chuồn bay thẳng vào miệng anh. Cầu thủ thuộc biên chế Tottenham liền nhăn mặt khó chịu rồi nhổ ra ngay trước khi lấy lại được bình tĩnh. Tình huống này đã khiến người ta phần nào liên tưởng đến Ronaldo ở Euro 2016 khi CR7 bị đối phương phạm lỗi và ngồi gục trên sân. Đúng lúc đó một con bướm đã đậu lên mặt anh như muốn an ủi. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký hội viên được đặt ở dưới phần mô tả để có những ưu đãi hấp dẫn nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Thể thao có một điểm rất đặc biệt là không có giới hạn. Vì vậy những cố gắng và nỗ lực của những vận động viên đều sẽ nhận được phản hồi rõ rệt với bằng chứng cụ thể là sự tiến bộ của họ từ ngày này qua ngày khác. Sẽ không bao giờ đến lúc mà họ có thể làm mọi thứ đối với một bộ môn nào đó. Và khi họ đứng ở trên đỉnh thế giới thì vẫn không ngừng tập luyện để vượt qua giới hạn của bản thân. Và với những nỗ lực không biết mệt mỏi ấy, hôm nay mời các bạn cùng thưởng thức 20 tình huống siêu cool ngầu mà các vận động viên của chúng ta đã làm được nhé. Dành cho những khán giả chưa biết về bộ môn này thì đây chính là ủ xu ở nội dung biểu diễn thương thuật đồng đội. Và khi quan sát màn biểu diễn của hai cô gái, chúng ta có thể thấy là nếu vận động viên áo đỏ ra đòn dứt khoát đến đâu thì đồng đội của cô sẽ tránh đòn nhanh nhẹn đến đó. Điều này chứng tỏ số giờ mà họ bỏ ra để trở nên thoăn thoắt và ăn ý như vậy chắc chắn sẽ không phải là một con số nhỏ. Và chắc chắn cảm giác của những khán giả khi xem bộ môn này cũng không kém phần thót tim, vì ở đây tuyệt nhiên không có chỗ cho sai lầm. Khi một trận đấu diễn ra mà giữa hai đội có sự chênh lệch đẳng cấp khá lớn thì thế trận một diều cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng rừng sao của đội áp đảo vẫn luôn biết cách tô điểm cho trận thắng của đội nhà, cũng như làm nổi bật tên tuổi của mình bằng những pha xử lý có phần dị biệt. Nhưng cốt lõi thì họ vẫn phải thành công với pha xử lý đó. Và cầu thủ hockey này đã thực hiện rất tốt những điều kiện trên, khi dễ dàng biến thủ môn đối phương thành trò hề bằng một pha xử lý đẹp mắt như một vũ công ba lê, đồng thời vẫn mang về điểm số cho đội nhà. Để chứng tỏ mình là một bậc thầy trong khả năng đọc suy nghĩ của những chú bò tót cùng sự nhanh nhẹn và thuần thục trong việc nhào lộn trước những cú húc tử thần của loài vật mà anh đã đi dép trong bụng và cách thức thực hiện của chúng, anh chàng huấn luyện viên này thể hiện rất điêu luyện trong những tình huống biểu diễn như vậy. Sự khác biệt trong màn biểu diễn của anh so với cách cầm chiếc cờ đỏ và né người của những huấn luyện viên thông thường đã giúp anh chàng nhận được rất nhiều sự tán dương từ khán giả. Khi bạn đã tự tin mình có thể điều khiển xe đạp kể cả khi đang ngủ và cũng là một con người yêu thích sự mạo hiểm thì bộ môn xe đạp địa hình thuộc về bạn, và một pha bốc đầu và salto ở một dốc núi dốc và hẹp như vậy chắc chắn sẽ khiến cho tác giả cảm thấy hả hê với đam mê chinh phục mạo hiểm của mình, đồng thời là động lực giúp cho những tư tưởng có chung niềm đam mê được mở mang tầm mắt và thắp sáng lên ngọn lửa trong họ.
Nếu các bạn đã từng thưởng thức những bộ phim về người Hobbit thì đây là một phiên bản ở ngoài đời thật. Nhưng nhân vật chính của chúng ta không phải là một Hobbit mà là một người khổng lồ trong thế giới Hobbit. Cậu bé với thân hình quá khổ ấy cứ một mình ôm quả bóng bầu dục và lao thẳng đến đường biên của đối phương, mặc cho những nỗ lực đeo bám và truy cản của những cầu thủ bé nhỏ bên phía đối thủ. Vì đơn giản người Hobbit không thể nào ngăn cản được người khổng lồ bằng tay không. Mô tô địa hình là một môn thể thao nguy hiểm, đòi hỏi kỹ năng cầm lái cực tốt, sự bản lĩnh và một quả tim đam mê mạo hiểm. Nhưng đây là một cách chơi an toàn hơn dành cho những ai đam mê bộ môn này, nhưng ngại tổn thương cơ thể. Hãy chuẩn bị cho mình một chiếc dù trên lưng cũng như chiếc xe của bạn và chỉ với một cú bấm sẽ giúp bạn tiếp đất an toàn. Và đặc biệt, để làm được như vậy thì bạn phải giàu nữa, vì sau mỗi lần thực hiện như vậy thì bạn phải chuyển chiếc mô tô đến thẳng gara để sửa chữa. Wingsuit Flying hay Wingsuiting là một môn thể thao mà những vận động viên tham gia sẽ bay trong không trung, và thay vì trang bị một chiếc dù để bật ra như bộ môn nhảy dù thì ở bộ môn này các vận động viên sẽ trang bị cho mình một bộ cánh bay sau khi nhảy khỏi máy bay hay đỉnh núi. Và ở trong tình huống này, vận động viên có tên Vince của đội Red Bull đã thực hiện một pha tiếp máy bay cực kỳ ấn tượng, đạt vận tốc lên đến 138 km/h. Và sau khi người đồng đội hoàn thành tốt phần thi của mình thì phi công cùng các vận động viên đã phấn khích ăn mừng thành tích mà họ vừa làm được. Năm 2009, gã khùng Martin Palermo từng khiến thế giới một lần nữa chú ý đến mình khi ghi bàn thắng bằng đầu ở cự ly 40m để trực tiếp giúp Boca Juniors vượt qua đối thủ với tỷ số 3-2. Nhưng trong tình huống này, một cầu thủ chơi bóng ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc đã lập công bằng đầu từ phần sân nhà với cự ly rơi vào khoảng 55m. Nhưng đã từng có một cầu thủ từng làm được hơn thế, đó là John Samuelsen. Cầu thủ người Na Uy này hiện nay vẫn đang là kỷ lục gia ở nội dung bàn thắng bằng đầu xa nhất lịch sử làng túc cầu với cự ly 58,13m. Mặc dù kỷ lục này đã được anh xác lập vào năm 2011, nhưng nó thật khó bị phá vỡ. Khi đang thực hiện phần thi của mình, vận động viên trượt tuyết của chúng ta bất ngờ gặp sự cố khi chiếc ván trượt bên chân trái đã không vâng lời và văng ra khỏi trường đua sau cú ôm cua của anh ấy. Tưởng chừng sự cố này sẽ khiến cho anh từ bỏ, nhưng vận động viên này đã chứng minh trong anh có một bầu trời bản lĩnh với tình huống cố gắng giữ thăng bằng với một chân và bình tĩnh vẫn hoàn thành phần thi của mình. Khoan xét về thời gian thì phần thi này xứng đáng trở thành quán quân trong lòng khán giả.
Đây là một tình huống diễn ra trong trận đấu bóng chày giữa hai câu lạc bộ New York Mets và Miami Marlins sau cú ném của một cầu thủ Mets. Cầu thủ người Cuba Adeni Hechavarria là người vung chày với một cú đánh tệ hại. Không chỉ để hụt bóng mà anh còn để chiếc chày bay một cách mất kiểm soát. Nhưng trong khoảnh khắc mọi ánh mắt hốt hoảng truy tìm tung tích của chiếc giày thì từ bên ngoài, vận động viên số 77 của Mets đã lạnh lùng bắt gọn chiếc giày bằng một tay để cứu nguy cho khán giả và những người đồng đội đang chạy tán loạn phía sau. Một pha xử lý giúp anh bước một chân vào ngôi nhà Avengers. Video cũng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bình luận những quan điểm của bạn bên dưới video và cũng đừng quên ấn like, subscribe cùng nút chuông thông báo nhỏ nhỏ để theo dõi kênh nhiều hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.